Kim nha hai chồng. Rồi. Cái chân chở ra ngoài. Bỏ thoải mái luôn. Ừ, chân chẳng thoải mái. Đá cậu nào cũng chơi. Phan nha. Rồi, bỏ qua để xuống đi, bỏ qua để xuống. Rồi để xuống trước mặt luôn, khỏi cần cầm gì chơi chứ mệt. Để này nè, nè đó. Ừ. Rồi để nó đi. Rồi tay cường tròn nó tắm nắm tay tiện. Cái chân kia gác qua, cái chân kia gác. Ừ, đứng lên là cho mập. Rồi cái tay kia dựng ngay cái bên đây nè, mông bên đây nè. Đây nè, đây nè. Ủa chú để cô dâu. Ừ. Cái chỗ đây mé. À đúng rồi, thẳng người lên mé chạm theo nó. Chú để nhón hơi 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 nhón người lên chút chạm theo cô dâu. Cái mặt đứng xuống chút đừng ngước. Ờ cười tươi nha. Cô dâu ngã đầu nhìn đây mé. Ừ, 2 3. Rồi xong chú để đứng dậy nắm tay kéo cô dâu lên. Trời ơi nó đưa. Ơi, nó xỉu nó có nhiều. Trời ơi, con không đạp được. Để nó qua đi, để nó qua đi, để nó qua đi. Đứng bên đây. Cắn lưỡi với lưỡi tùm lum nè. Ba. Hai bóng cá đâu ạ? Bước lại lùm nha. Quay cái lưng lại lùm khum người xuống. Dạ. Hai tay nuốt luôn. Đó ừ vậy đó. Nó hơi tụng tụng xuống cho nó dễ thương. Nó bé hả? Rồi, cười nhẹ nhàng nha. Cười lên. Cái tay nó hơi tụng xuống miếng nữa coi. Để xẹo vừa đừng có cung ra quá. Còn cái tay bên đây nhẹ nhàng chút đừng có cho cái tay cung nhiều nha. Rồi bắt đầu cười. Ừ. Rồi chú để bước vô với cô dâu luôn, lấy toàn thân, ngồi chùm hổm nha, chú để ngồi chùm hổm. Rồi cô dâu thẳng tay lên đi, cô dâu thẳng tay lên đi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ hấp vào cao, ngồi sát vô với cô dâu. Đúng rồi. Để che nắng cho mẹ đó kìa. Chân mà lên đùi má áo chân luôn à, lên đùi má áo. Thôi. Tắm này xong rồi cho con. Tắm này xong rồi cho con rồi. Con xuất ra bé xíu. Xíu. Xíu ra miếng con. Khiến nó đi nha. Thảo bơi. Nó không biết đi là gì hết. Chụp cô giáo, chụp con, chụp cô giáo, chụp con. Bây giờ tao đang ngơ ngác rồi chứ để hai tao dịnh ra. Mấy đứa nấp vô hết đây lộn xộn quá. Chồng người lên chút xíu nha, chồng người lên chút xíu nha. Chồng tới mặt cô dâu chút. Coi thinh đi nha. Cô dâu ngã ở đây chút xíu cô dâu. Mình em luôn. Hơi hơi ngã cái bờ vai xuống thôi. Ừ nhưng mà cái đầu thì nó lại ngoái ở đây. Rồi chứ để chồng mặt tới một chút. Đó, rồi cười nha. Hai, nãy giờ có bọn nào hung chưa? Không mệt thì tao phải là chụp hình. Không mệt thì tao kêu là chụp hình. Nó hình vừa chứ đâu.